định thối ruột tao đi rửa bát rồi. Giờ lần ba. Đồ hấp ăn. Lần ba lần thở chân. Người đàn ông của năm đây nhau này. Trường Tít nhá, người đàn ông của năm. Rồi ăn xong đi rửa bát, vợ ngồi uống nước chè. Đấy. Anh em cho lời phát biểu cảm xúc. Phải đằng ngay. À, chào Lê Loan nhá, Lê Loan. Lê Loan đây, đây là người đàn ông của năm này. Em này. Được chưa? Đấy, mày quay mặt ra đây cho mẹ nó cho anh em nhìn nhá. Rồi. Úi giời, đã 3 người xem. À, chào mọi người nhá. Đây là người đàn ông của năm. Đấy, úi giời, 1 like. 1 like rồi. 1 like rồi. Miễn quà. Người đàn ông của năm, mẹ này đánh rửa xoong nó sạch vào, công mẹ tí nó đánh rồi đấy. Chán lắm mà Thanh Tùng ơi. À, số phận người đàn ông khi lấy vợ nó sẽ như thế đấy em ạ. Yeah. Nên là em chớ dại dột mà cuộc ký vào đấy, cuộc đời em đi về đâu. Còn mình ấy, coi chừng tập. Anh đừng tưởng đũa chưa phải là chín đâu anh Long ạ. Con người theo cốt anh rồi. Đấy, người đàn ông của năm nhá. Anh em cho 1 like cho người đàn ông của năm nhá. Ôi giời ơi, like mạnh đi chứ. Đây mới là người con Long chăm chỉ đây này. Chứ còn cái thể loại này nha. Người đàn ông của năm còn đây là còn đây là cái mặt con vợ này. Tổ sư nó. Quay mặt vợ đây. Đấy, người đàn ông của năm. Còn đây là hình ảnh con vợ nó. Đấy. Mày quay cái mặt mày ra đây để cho mẹ 500 anh em nhìn nào. Ôi giời, chém cái gì mà phải quay nữa. Quá không nghĩ gì vậy? Quá gì? Đường, cái đường hộp sữa.